Nam mô A Di Đà Phật. Trước mong đạo tràng chúng ta là hình ảnh trang nghiêm thượng hảo của thượng tọa Thích Nguyên Minh giảng sư hôm nay. Xin đạo tràng trong tràng hộ tay để cúng dường và thân ái cúng đón thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện nói bát thượng tọa đạo hiệu Thích Nguyên Minh, một bàn chỉ thân đồng khóa với thầy trụ trì chúng ta từ trong miền Nam cảnh nơi Phật giáo của nước Việt Nam chúng ta. Thầy ra Huế để có Phật sự và dịp này thầy có nhà ấy và thân ái viếng thăm đạo tràng và có nhà ấy mang cho đạo tràng chúng ta một thời phong thoại để làm trường lưu trên bậc đường soi sáng chúng ta trên bậc đường tu học. Xin lòng thành ngưỡng bạch thầy, hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm Quý Mão, đạo tràng Phổ Minh chúng con khai hỏa tình nghiệp đạo tràng để tạo cơ hội cho Phật tử tại gia địa phương chúng con có cơ hội thúc luyện thân tâm, gác bất tình duyên trở về chung họ với đạo tràng, u hồn với đạo tràng để cùng tu cùng hầu tìm kiếm một ngày an lạc trong hiện tại và tương lai. Mở đầu chúng con cung thỉnh thượng tọa chủ sướng cho phần niệm danh hiệu bổn sư để cầu Phật gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đạo tràng chúng ta thành kính ngồi xuống, thành kính lắng nghe chỉ thành cũng thành thượng tọa giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nguyên Minh thân chào toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta. Lời đầu tiên cho phép con được thành kính niệm ơn Đại Đức Thích Thiện Định, Chánh Thư Ký Ban Hướng Dẫn Phật Tử Tỉnh Thừa Thiên Huế, trú trì chùa Phổ Minh, đã tạo cơ hội cho con được tích công lũy đức, tu tạo phước điền, quán kết thiện duyên cùng hàng đại chúng nơi đây.
và cũng xin được cảm ơn tấm lòng của bà con Phật tử chúng ta đã không quản ngại một buổi sáng mưa gió như thế này mà đều hết lòng cơ hội về chùa Phổ Minh để phát nguyện tịnh tu một ngày an lành. Nguyện cầu Tam Bảo chứng minh cho tấm lòng của toàn thể đạo tràng. Kính nguyện trên đại đức trụ trì cùng một toàn thể niệm quý vị luôn được mãi sống an lành trong kiếp nhân sinh, trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý vị, như lời của bác Phật tử vừa rồi đã giới thiệu thì Nguyên Minh cũng xin điểm lại một chút. Cách đây 16 đến 17 năm thì khi đó Nguyên Minh với thầy của quý vị là bạn học trung khóa tại miền Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong trường Phật học. Thì sau khi ra trường cách đây có nghe cũng mười mấy năm đó bị mất liên lạc. Suốt mười mấy năm như thế nhưng mà Nguyên Minh vẫn hướng về cái người bạn đồng tu đồng học của mình ngày nào và mong mỏi được một ngày nào đó gặp lại. Thì có lẽ cũng nhờ Tam Bảo gia trì mà có cái duyên Phật sự ngoại tình đến với xứ cố đô này, Nguyên Minh được gặp lại thầy của quý vị thông qua mạng xã hội. Là thầy phải hỏi mọi người có biết cái thầy Thiện Định đó không? Thì người ta mới chỉ cho thầy cái Facebook trên Facebook đó mới tìm chỗ đó. Thế là Nguyên Minh thấy cái số điện thoại của trang Facebook chùa Phổ Minh thì gọi đến, thì một cái vị nào đó mới bắt máy thì mới chỉ cho số, mà cho số gặp phải cái số cũ của thầy nữa. Thế là Nguyên Minh gọi đâu có được, gọi với 2-3 lần như vậy thì mới kết nối được với thầy Thiện Định. Mà thưa quý vị, là tại sao mà hơn một thập kỷ như thế, cái tình pháp nữ, cái tình huynh đệ lại không bị mai một theo thời gian mà ngày càng thấm thiết? Bởi lẽ tuy cái khoảng thời gian chung học với nhau không lâu nhưng mà cái đức hạnh của thầy Thiện Định, cái sự công phu tu trì cũng như là cái nhân cách cao cả của thầy đó đã để lại ấn tượng trong chư tăng cũng như trong lòng của Nguyên Minh. Những cái ấn tượng, những cái hình ảnh ngày đó đã khiến cho mình mong muốn sẽ tu tập, sẽ trưởng dưỡng cái đạo tâm, và một ngày nào đó trên cái lộ trình tu tập cùng nhau đem lại lợi ích cho mọi người. Thì đây là cái duyên lành hồi đủ được đến đây. Trước hết là gặp lại pháp lữ hơn một thập kỷ thất lạc và thấy được cái sự thành tựu tốt đẹp của thầy Thiện Định, thầy của quý vị. Như thế này thầy rất là hoan hỷ, rất là tán thán, và đặc biệt là trong cái ngày tu hôm nay, quý vị mặc dù đã lớn tuổi nhưng mà vẫn không có quản ngại chi cả, rất là siêng năng để về như thế này. Thì cái tinh thần tu tập này rất là đáng tán thán, thưa quý vị.
Như thầy nói về quý vị nghe rõ không? Thì mấy hôm trước thì thấy đạo tràng của chúng ta có tụng kinh Pháp Hoa, đúng không ạ? Mình tụng tới quyển mấy rồi? Thì vì chúng ta tu kinh Pháp Hoa, mà trong kinh Pháp Hoa thì nguyên minh rất là tâm đắc cái diệu dụng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Bởi vì Đức Bồ Tát Quán Thế Âm rất là gần gũi với những người đệ tử Phật chúng ta. Và hơn thế, đó là Ngài thị hiện cái thân của người phụ nữ. Và đạo tràng của chúng ta hôm nay quý vị phụ nữ rất là nhiều, cho nên là cũng tương đồng rồi. Thì cái chủ đề trong thời pháp thoại này Nguyên Minh xin được gửi đến quý vị, đó là diệu dụng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì thưa quý vị, ở đây quý vị có hay niệm Phật A Di Đà hoặc là niệm Ngài Quán Thế Âm nhiều không? Thưa quý vị, khi mà chúng ta đến chùa để tụng kinh niệm Phật thì tụng kinh để làm gì? Tụng kinh tỏ ngộ tánh chân thượng, nghe pháp sớm về chỗ cố hương, oan trái não phiền nguyện rụng sạch để lòng thêm lớn một tình thương. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh nói chung và chúng ta vận dụng cái danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm trong cuộc sống của mình, thì khi đó chúng ta mới có sự chuyển hóa tâm thức. Thưa quý vị, nếu chúng ta chỉ đi để mà gõ mõ tụng kinh giống như trả bài cho Phật vậy, thì cái điều đó phước báu có nhưng mà nó bị hạn chế. Bởi vì chúng ta chỉ tu bằng cái miệng với cái thân thôi, mà trong tam nghiệp cái ý nó quan trọng nhất. Thưa quý vị, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo pháp, và nhất thiết duy tâm tạo. Cho nên khi mà chúng ta trong cuộc sống lúc gặp những cái hoạn nạn khổ đau, chúng ta thường hay kêu cầu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đúng không ạ? Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc là Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Con. Thì đó là chúng ta mang cái tính chất cầu nguyện, chứ chúng ta chưa có ứng dụng và thực hiện được vào cuộc sống của mình. Mà Phật pháp tại thế gian không có lìa thế gian, cho nên quý vị tụng kinh Pháp Hoa đó, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Vì con không rõ lại theo dòng vô minh, vì thế trong trí bồ đề thấy không thanh tịnh, trong cảnh chạy thoát mà sanh rạng. Là bởi vì chúng ta chỉ cầu nguyện xin xỏ mà chúng ta chưa thực hành thực tập. Mà cái điều quan trọng, Đức Phật ra đời thì chỉ một cái nhân duyên duy nhất, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến tinh thần của kinh Pháp Hoa. Quý vị nắm kịp chỗ này không ạ? Chư Phật ra đời chỉ một mục đích duy nhất, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Tức là chỉ cho bản tâm của chúng ta thành Phật. Nhưng mà thông qua những cái lộ trình khác nhau, những cái tầng tầng khác nhau, đơn cử như là Phật hóa thành vụ, quý vị tụng đó có nhớ không? Thì cái bước đường học Phật của chúng ta nó dài xa thế này. Ví dụ như từ đây ra ngoài cổng kia, quý vị thấy cổng bước ngoài đó rồi, nhưng mà chúng ta phải bước từng bước một từ đây ra ngoài đó.
và chúng ta cứ nhắm thẳng một đường, không bị cái gì nó cản trở hai bên. Chúng ta nhắm thẳng như vậy, chúng ta biết được cái cổng đó, chúng ta đi thẳng một đường sẽ đến. Thì tương tự như vậy, chúng ta nắm được cái ý đó là bắt đầu chúng ta chuyển hóa tâm thức trên cái tinh thần danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì bây giờ mình đi nhanh mấy cái khái niệm ngắn gọn. Bồ Tát nghĩa là hữu tình giác, tức là một cái chúng sanh giác ngộ, và giác hữu tình là đem cái sự giác ngộ đó chia sẻ hướng dẫn cho người khác theo Bồ Tát. Quán là quán xét, là nhìn lại. Còn quan, nhiều lúc chúng ta niệm là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan là chúng ta nhìn ra bên ngoài, còn quán là chúng ta nhìn lại nội tâm của chính mình. Quý vị nắm được chỗ này chưa? Quan là giống như mình nhìn ra ngoài, quan sát. Còn khi mà quán chiếu lại, thế là thế gian, là cuộc sống của chúng ta đây. Còn âm là âm thanh. Thế thì chúng ta ứng dụng như thế nào vào trong cái cuộc sống của mình, cũng như là sự tu tập để cho mình được an lạc? Bởi vì hôm nay là chúng ta tu tập một ngày an lạc, đúng không ạ? Thế thì cái gì làm cho quý vị khổ đau? Điều gì làm cho quý vị khổ đau? Có vị nào trả lời không? À, tham sân si làm khổ đau. Rồi một ý. Là phiền não đâm ra khổ đau, hai ý. Còn ý nào nữa không? Thì thưa quý vị, hai ý kiến nó đều đúng hết. Nhưng mà trước mắt chúng ta thấy như thế này. Bây giờ đơn giản quý vị để ý cho kỹ nha, để ý cho kỹ cái hành vi của Nguyễn Minh nha. Giả sử bây giờ để một cái ly nước như thế này, nhớ để ý hai hành động nha. Một hành động thứ nhất là bưng ly nước uống. Đó là hành động thứ nhất. Hành động thứ hai cũng là bưng cái ly nước thôi. Rồi quý vị thấy có điều gì khác qua hai cái hành động vừa rồi? Rồi. Đúng rồi. Thì cái gì quý vị thấy cái hành vi của thầy đấy? Quý vị lấy cái gì để thấy cái hành vi thầy để nặng hay là để nhẹ đấy? Tức là sao? Chúng ta sống trong cuộc đời như quý vị vừa thấy đó, là thông qua năm giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái thần ý là thứ sáu. Thì khi chúng ta nhìn thấy mắt tiếp xúc với cái ly như thế này, và lỗ tai chúng ta nghe cái âm thanh, đúng không ạ? Thế thì khi chúng ta nghe như thế này, đây là cái hình ảnh này cộng với cái âm thanh, thì nó sẽ tạo nên trong lòng của chúng ta một cái cảm xúc, một cái cảm xúc. Hoặc nếu ví dụ như bây giờ chúng ta ngửi cái đỉnh cầm đi, hắn thơm như đi, thì chúng ta sẽ có một cái cảm xúc nhẹ nhàng, dễ chịu lâng lâng. Nhưng mà nếu một cái mùi hương mà nó không có được thơm, mình cảm thấy khó chịu, thì trong lòng mình nó khởi lên một cái cảm xúc khó chịu, đúng không ạ? Ở đây mình không nói gì xa vời cao siêu hết, chỉ nói là ứng dụng thực tiễn, thực tế để chúng ta có một sự an lạc nhất định. Thì quý vị thấy rõ đó, cái ly này nó thông qua con mắt nó đi vô não là nó có một cái hình ảnh, đúng không ạ? Có một cái hình ảnh. Và cái âm thanh này cũng như vậy, nó có một cái âm thanh nào đó nó vang vọng lên trong đầu chúng ta. Và cái chỗ đó căng tiếp xúc với trần sinh ra thức. Nếu quý vị nào ở đây có nghe giảng về duy thức, ở đây quý vị có nghe về duy thức chưa hề?
Tôi nói cho nó gần gần là khi mà chúng ta nghe cái âm thanh và hình ảnh này đó thì trong lòng chúng ta tạo ra một cảm xúc, đúng không ạ? Nếu mà cái hình ảnh, cái âm thanh dễ chịu, chấp nhận được, chúng ta vui vẻ. Mà ngược lại cái hình ảnh hoặc cái âm thanh hoặc cái mùi vị đó khiến chúng ta khó chịu thì trong lòng chúng ta nổi cáu lên, bực mình lên. Thì quý vị để ý chỗ này nha. Nếu mà chúng ta không nhìn thấy được cái điểm khởi đầu của cái cảm xúc đó, chúng ta sẽ bị chính cái cảm xúc đó nó chi phối mình, nó chặn dắt mình. Ví dụ như bây giờ khi mà chúng ta bực mình vì một cái hành vi, một cái lời nói hoặc một cái gì đó của người khác, thì chúng ta không có nhìn lại được cái cảm xúc của mình đó, mình sẽ bị chính cái điều đó nó chặn dắt, khiến mình phát sinh ra cái hành động hoặc là phản kháng, phản đối hoặc là lên tiếng vân vân. Thì chính cái đó là cái nhân khiến cho mình đau khổ. Bước đầu tiên, tức là bây giờ quý vị nhắm mắt lại, chúng ta nhìn lại trong nội tâm của mình, thấy cái hình ảnh gì nó đang khởi lên, nghe cái âm thanh gì nó đang vang lên, có thấy được cái chỗ đó không ạ? Không đâu xa hết, ngay chính trong cái bộ não của chúng ta thôi. Thì khi mà chúng ta thấy được như vậy đó, quý vị sẽ thấy rất rõ rằng mình quay lại, mình quán chiếu ở bên trong đó, quán thế âm. Đây là ứng dụng thực tiễn chứ không có cao siêu. Thì chúng ta sẽ nghe rõ được những cái âm thanh, thấy những cái hình ảnh nó chạy ở trong đầu của chúng ta, giống như là khi chúng ta xem phim hoặc là chúng ta ngồi ngoài đường, chúng ta nhìn thấy xe cộ nó chạy qua chạy lại vậy. Thì hà cớ gì nó chạy ngoài đó, mắc mớ gì mình phải tức giận hoặc là mới vui buồn này chi vậy? Mất chi mình phải để cho cái cảm xúc của mình nó chi phối mình, rồi rút cuộc là mình làm chủ nó hay là nó làm chủ mình? Nếu mà cái cảm xúc làm chủ mình thì chứng tỏ rằng những cái ở bên ngoài này nó làm chủ mình, là mình mất mình, không làm chủ được. Rồi quý vị thấy được những cái âm thanh, những hình ảnh nó chạy trong não, trong đầu mình chưa ạ? Tức là cái này chúng ta phải thực tập nhiều nhé. Khi mà chúng ta có sự thực tập dụng công thì mình mới có một cái sự an lạc trong từng giây từng phút, chứ không phải đợi một tháng có một ngày về chùa mới an lạc, rồi mấy chục 29 ngày còn lại chúng ta khổ đau. Cho nên là khi mà chúng ta đến chùa để mà tu tập là cái cơ hội để mà chúng ta thực tập và chúng ta lan tỏa cái điều đó đến những người khác. Ví dụ như bây giờ quý bác ngồi đây, nhưng mà ví dụ như một bác này ngồi đây trang nghiêm, còn bác ngồi bên cạnh cái tư thế mình cũng cảm thấy họ không trang nghiêm, họ quay qua quay lại quay tới gì quay luôn, ví dụ vậy nhá. Thì họ quay thì họ cứ quay, làm mớ chị mình phải nổi sân lên, đúng không? Tự nhiên không lẽ bây giờ trong cuộc sống rồi mình đi mình gặp hàng trăm hàng ngàn người này, chỉ cần mỗi người một cái lời nói, một cái hành vi nào đó thôi mà mình không hài lòng, không lẽ như vậy mình cứ giận dỗi rồi tức suốt ngày vậy? Đâu khác gì mình đem rác vô trong nhà mình đâu, đúng không ạ? Cho nên an lạc nó không ở đâu xa mà nó ở ngay chính cái chỗ nhận thức của mình, thưa quý vị. Tức là mình thường xuyên thực tập, mình quay lại mình thấy được ở trong não của mình nó hiện khởi lên những cái hình ảnh, những cái âm thanh gì đó, là bởi vì quý vị đều là những bậc cao tuổi, cây cao bóng cả, cái sự kinh nghiệm cuộc đời rất là sâu sắc rồi. Cho nên Ngân Minh nghĩ rằng là những cái điều này quý vị kinh nghiệm cũng sẽ rất là nhanh. Giống như khi mà quý vị nghĩ đến con cái hoặc là cháu chắc hoặc là tài sản nhà cửa danh vọng địa vị cuộc đời, mà nếu chúng ta không có quán chiếu được như vậy, không quán chiếu được là những cái danh vọng địa vị khổ đau hạnh phúc đó nó chỉ là những cái âm thanh vang vọng ở trong đầu mình, những cái hình ảnh nó hiện khởi lên trong đầu của mình, là mình mãi chấp vào nó, bấu víu vào nó, chấp nó là mình là ta, rồi từ đó ai mà đụng tới một chút là khổ đau liền.
chấp tướng nên dính mắt tình trần, như tầm kia nhã tơ trăng kết thành cái kẽ giam thân chính mình, như thiêu thân tự tìm vào lửa khiến lửa hồng thiêu hủy sạc thân. Tức là khi mà chúng ta chấp vào cái gì, chúng ta dính vào cái gì, chúng ta mắc kẹt vào cái gì, thì chúng ta khổ đau bởi cái đó, thưa quý vị. Mà muốn không có chấp mắc dính kẹt, muốn được an lạc đó, thì chúng ta phải nhìn thấy được nó như vậy. Nói buông bỏ, buông xuôi, buông gì đó chẳng qua nói lý thuyết nghe cho vui chứ thôi, nếu không có sự thực tập. Bây giờ kêu quý vị là cứ buông đi, bỏ đi, buông bỏ kiểu gì, buông kiểu gì, bà buông mà buông kiểu gì, cái khoảnh khắc nào là cần nắm, cái khoảnh khắc nào là buông, đúng không ạ? Như buông kiểu gì, giờ cứ kêu quý vị thôi buông bỏ hết phiền não đi, buông kiểu gì, thì chúng ta phải đọc cái mà mình chia sẻ với quý vị là cái công thức, cũng là cái chìa khóa để không chỉ quý vị ứng dụng trong chuyển hóa tâm thức, ứng dụng trong pháp môn niệm Phật thiền tịnh mạnh gì nó đều ở chỗ đó. Bởi vì sáng nay chúng ta tụng kinh A Di Đà, thì nếu mà quý vị niệm Phật thì về pháp môn niệm Phật thì tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Còn nếu mà vị nào chúng ta tu về thiền biết tánh thành Phật, tu về mật tông thì tức thân thành Phật, thì cũng đều là ở nơi cái tâm của chúng ta hết. Mà nếu chúng ta không nắm được cái chỗ này, chúng ta sẽ không có nghe được những cái âm thanh, những cái hình ảnh nó khởi lên trong đầu mình, đúng không? Thì làm sao mình nghe được những cái người khác xung quanh mình mà mình khởi tâm yêu thương, học hành đức Bồ Tát Quán Thế Âm mà, để mỗi người chúng ta trở thành một hóa thân của đức Quán Thế Âm trong cuộc đời này. Để khi mà chúng ta mở một cái lời nói, một cái sự hiện diện của mình đều đem đến sự an lạc giải thoát cho người khác. Mà muốn được như vậy, trước hết chúng ta phải chuyển hóa tâm thức, chúng ta tu tập là chuyển hóa tâm thức chứ không phải là đè nén, cũng không phải là chúng ta cứ niệm bằng miệng Nam Mô Quan Bồ Tát, Nam Mô Quan Bồ Tát. Nếu mà quý vị mà niệm bằng miệng mà giải thoát và vãng sanh được á, thì phải ra lại mấy cái máy mà thầy cụ trì cũng cắm ở ngoài hàng rào kia, mấy cái máy niệm Phật đó, ngày nào cũng niệm liên tục 24/24 luôn, đúng không quý vị? Vô chùa nghe nhé. Nếu mà nói niệm Phật hoặc là tụng kinh mà giải thoát được thì mấy cái máy đó nó giải thoát trước mình rồi, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta tu tập là phải bật chuyển hóa tâm thức, từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ cái trạng thái khổ đau sang an lạc hạnh phúc, chứ không phải là đè nén. Nếu chúng ta càng đè nén, càng kiềm chế mà không biết hóa giải chuyển hóa, thì một lúc nào đó giống như cái ly nước này, nó cặn nó lắng xuống dưới thôi, mà đụng với một là nó trỗi lên trên liền. Còn chuyển hóa là chúng ta gạn đục hơi trong, bỏ cái phiền não, cái đục trong lòng đi. Quý vị nghe kịp không? Chỗ nào mà không kịp hoặc gì là hỏi lại liền nhé. Tại vì mang tính ứng dụng chứ không phải là mang một cái tính lý thuyết. Vì sao thế? Bởi vì xin thưa quý vị, chúng ta sống trên cuộc đời này mấy mươi năm rồi, mà vô thường nó đến như cái mùa dịch vừa rồi, như là cái tình hình sắp đến, mình không biết mình đi lúc nào, đúng không ạ? Đức Phật đã dạy rất rõ ràng vô thường, khổ, vô ngã, vân vân các thứ, và vô thường đến mình đâu biết mình sống tới ngày mai hay không. Ví dụ như bây giờ mình đang chia sẻ, quý vị đã cho ai biết một xí nữa còn sống hay không? Vô thường đến mình đâu biết được, nó chuyện đương nhiên, chuyện bình thường. Mình làm như thế nào mà khi đụng cái mình đi là cứ đi thôi. Thực ra cái chết nó không phải là hết. Chết nó chẳng qua một cái giai đoạn cho vui, mình ngưng thở chút nữa thôi. Không phải đâu phải sợ đó. Không có mắc mớ gì phải sợ cái chết cả. Ủa cuối cùng ai chả chết, mất gì sợ đó. Cho nên khi mà chúng ta không sợ hãi vì đó là vì sao? Mình có cái sự tu tập.
bỏ cái thân thân này mình về với Phật, mình được cái thân hảo tướng tốt đẹp hơn. Cũng giống như cái thân này, giống như mình mặc cái áo kia thôi. Giờ quý vị mặc cái áo tràng này, chỉ để xuống kia rồi về nhà thì mình cũng cởi áo đâu, mặc cái đồ khác thôi. Thì cái thân xác mình trong cuộc đời cõi tạm này nó cũng y như vậy. Nhưng mà cái linh hồn của chúng ta thì không bao giờ mất. Cho nên là khi mà chúng ta ý thức được cái chỗ đó, chúng ta tu tập trên cái tinh cái linh hồn đó, tức là bằng ý thức của mình đó, thì chúng ta mới có sự an lạc ngay đây hiện tại, và mình lan tỏa cái điều đó ra đến với thứ nhất là gia đình, rồi đạo tràng của mình. Chứ nếu mà chúng ta không nắm được cái chỗ này thì ta chấp vào á, bởi vì nó có nhiều trường hợp như thế này thưa quý vị. Đó là bà vợ thì đi chùa siêng năng tụng kinh gõ mõ, về nhà thì tới giờ là ông chồng nhậu nhẹt bài bạc, bà vợ thì ăn chay, ông chồng thì ăn mặn, hai ông bà chọn nhau lúc cuộc chia tay hết. Mặc dù bà vợ tu hành rất là tinh tấn, ngày nào cũng đi chùa, tối nào cũng tụng kinh, còn về nhà thì ông chồng tối nào cũng nhậu nhẹt, ngày nào cũng coi như là bài bạc. Lúc cuộc mà tới giờ bà vợ không đi chùa mà ở nhà tụng kinh gõ mõ, lộng chồng đem cái mõ quăng luôn. Rồi lúc cuộc hai người chia tay ly dị luôn, là bởi vì cái người phụ nữ này chỉ mới gọi là đi thôi, chứ mà chưa hiểu và không ứng dụng được. Bởi vì không ứng dụng được thì không chuyển hóa được. Quý vị nắm được chỗ này, có vị nào gặp cái trường hợp tương tự như vậy không? Hoặc là ông xã mình, hoặc là con cháu, hoặc là bạn bè vân vân các thứ. Nếu mà chúng ta ứng dụng được thì chúng ta chuyển hóa được hết thưa quý vị. Khi mà chúng ta nhìn vào tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta thấy ngài cầm một cái bình cam lồ và cái nhành dương. Thì cái nhành dương liễu là tượng trưng cho cái phương tiện trí tuệ, còn cái bình cam lồ là tượng trưng cho cái lòng từ bi, và nhành dương liễu thì nó không bị gãy, cho nên là gió thổi hướng nào theo hướng đó, theo để là hóa giải, mà đồng thời luôn có cái giọt nước từ bi đi cùng, từ bi và trí tuệ song hành với nhau. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta ứng dụng vào. Khi mà chúng ta gặp một cái đối tượng nào đó, hoặc một cái sự việc gì đó mình cảm thấy bực bội phiền não, đơn giản xí nữa ra ngoài kia mất cái đôi dép rồi, đội điên lên rồi, không thấy cái đôi dép nào hết trơn. Thì cái khoảnh khắc đó chúng ta ý thức được liền cái hình ảnh cái đôi dép nó hiện lên, và cái cảm xúc xúc vật tức của mình đó, nó từ trong bụng mình nó trào lên. Quý vị có thể tức giận ai bao giờ chưa? Khó không? Cái cảm xúc tức giận nó ra làm sao? À rồi, một ý kiến, có ý kiến nào nữa không? Đó là khi mà chúng ta như vậy á, một là mình có thể nghĩ như vậy. Đó là mình đang một cái dạng. Còn cái kiểu thứ hai nữa là mình nhìn thấy rõ nó. Mình nhìn thấy rõ cái cục tức của mình á, đang từ trong bụng mình nó trào lên này. Cho nên nhiều người ngày xưa nó rất là tức ối máu, tức học máu. Nó thấy chưa, cười. Nó rõ ràng thì quý vị mới phải để ý nha, là chúng ta sẽ thấy được cái điều đó. Thì khi mà nó thấy lên như vậy đó, là mình cảm thấy là nó đang xâm chiếm cái đầu mình rồi. Cái đầu dép tôi đã mất tiêu rồi, bà nào đi mất rồi. Ví dụ vậy, là mình thấy rõ cái cảm xúc đó nó khởi lên. Giống như bây giờ quý vị ngồi đó, quý vị rõ ràng thấy những cái chuyển động xung quanh đây, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta không bị những cái hành động, những cái hình ảnh, những cái chuyển động này nó cuốn hút, và chúng ta nhìn nó một cách lặng lẽ, giống như là quý vị đang nhìn nguyên minh vậy. Thì quý vị vẫn là quý vị, nguyên minh vẫn là nguyên minh, chả liên quan gì cả. Quý vị nắm được cái chỗ này không?
chứ còn nếu không là chúng ta sẽ bị các cái cảm xúc đó nó chi phối. Mà khi mà nó chi phối như vậy nó sẽ tạo ra cái hành động, một cái hành động mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài đó, thì nó tạo thành cái thói quen. Mà nếu cái thói quen đó nó tốt thì nó sẽ giúp mình tốt, còn cái thói quen xấu nó giúp mình xấu. Cho nên là trước hết là chúng ta tạo nên một cái gì vậy, một cái sự lắng nghe, quán Thế Âm, mình quán lại chính trong lòng của mình, lắng nghe chính tiếng nói ở trong lòng của mình, thì khi đó mình mới có thể nghe người khác được. Còn nếu không á, chúng ta thông thường ở ngoài đời chúng ta chỉ nghe qua ba cấp độ. Ba cấp độ nghe, thứ nhất là nghe bằng lỗ tai, thứ hai là nghe đồng cảm, và thứ ba là nghe thông cảm. Đó là ba cấp độ nghe của đời thường. Thì nghe thông cảm là giống như mình nghe bằng lỗ tai vậy thôi, có gì đó mong thông cảm, thông với nhau được thông cảm. Còn nghe đồng cảm là giống như hai cái nó song song với nhau thế này, đồng là cùng. Còn nghe thấu cảm là giống như ở bên ngoài chúng ta đi vào bên trong luôn. Người ta đau khổ mình cũng đau khổ y như họ, họ vui mình cũng vui y như họ, mình cảm nhận được cái điều đó. Thì khi mà chúng ta nghe được chính cái tiếng lòng của mình rồi, thì mình lan tỏa cái điều đó đối với những người lân cận mình. Mình nghe được cái cảm xúc của họ, nghe được những cái tâm tư tình cảm nguyện vọng của họ, những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời của nhau, để từ đó chúng ta thấu cảm, thấu hiểu, mình chia sẻ. Chứ còn nếu mà nghe bằng lỗ tai thì nghe lỗ tai bên này chạy vào lỗ tai bên kia biến mất tiêu. Chứ không phải là lúc nào mình cũng cứ điêu nặng Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm cứu con, cứu con, mà cái bà bên cạnh vừa mới lên tiếng gì đó bà im mồm để tôi niệm Phật. Cái trường hợp này nhiều lắm, là cái đó chúng ta chưa ứng dụng được. Bởi vì khi mà quý kể cả quý vị niệm Phật cũng vậy nữa, cũng phải đạt đến cái trạng thái nhất niệm, nhất tâm. Hoặc là Bồ Tát Quán Thế Âm thì nhĩ căn viên thông. Đây là mình lướt sơ như vậy. Chứ còn nếu mà nói về nhĩ căn viên thông cái tánh nghe đó thì đó cần rất nhiều thời gian và một cái lượng thời lượng rất là dài. Nói chỉ ngắn gọn sơ như vậy để chúng ta nắm được, để chúng ta ứng dụng thực tế vào. Đó. Còn khi mà chúng ta không có theo dõi được cái cảm xúc của chính mình thì nó chặn lối mình đi, nó khiến mình khổ đau càng thêm đau khổ. Mà cái khổ đau với cái hạnh phúc đó, nụ cười và nước mắt, khổ đau và hạnh phúc, niềm vui và nỗi buồn, nó luôn song hành với nhau trong tâm thức của chúng ta. Quý vị thấy đúng không ạ? Vậy thì chúng ta muốn chọn cái nào? Đâu có ai muốn khổ đau nước mắt hoài đâu. Chúng ta luôn muốn được an lạc, cho nên chúng ta mới hiện diện ở đây để tu tập. Thì được như vậy chúng ta phải làm gì ạ? Mình bỏ công việc ở nhà, những cái duyên sự ở nhà để mình đến với chùa. Thì cũng tương tự như vậy, cứ coi như những cái khổ đau bất hạnh nỗi buồn mình cho nó tan biến đi bằng cách là mình thấy rõ được nó. Khi nó chạy trong cái đầu của mình chặt nó biến mất rồi. Khi mà chúng ta nhắm mắt lặp quán xét lại, cái điều này quý vị làm được không? Không có gì khó hết, chúng ta cứ thực tập là chúng ta sẽ thấy rất dễ. Quý vị phải thực tập. Nếu mà chúng ta không thực tập á, tức là chúng ta không thực hành pháp á, thì chúng ta khổ đau vẫn cứ khổ đau à. Mặc dù đi chùa là cứ đi chùa, khổ thì vẫn khổ. Xong rồi bữa kêu Phật không linh, cầu hoài Phật không cứu. Mà trong cái đó mình có thực hành đâu, không Phật cứu. Mình chỉ đi chùa cho vui đó, nhìn Phật để Phật không nhớ cái mặt của mình. Hoặc là để mình đi chùa đỡ quên hình Phật, vô chùa à, biết nó là ông Phật là gì.
tức là giống như mình dạo quanh cảnh vật đó, mình đi vào thực tế. Mà giáo pháp của Đức Phật của chúng ta là luôn luôn là thực tế, không có rời xa cuộc đời. Thưa quý vị cố gắng tập dụng công, mình quán chiếu như vậy đó, mình ý thức được, không đâu xa hết ngay trong đầu mình thôi mà, đâu có gì xa xôi ở đâu, đúng không? Nguyên Minh đâu có nói gì lý thuyết gì cao siêu hay là cao xa chi đâu, nói thực tế những gì đang diễn ra trong đầu của chúng ta mà thôi. Thì nếu mà những cái ngay trong đầu của mình còn không làm chủ được nó, mình không nhìn thấy được nó, mình không hiểu được nó, thì làm sao mình thấy, nghe và hiểu người lân cận mình, cho đến gia đình, bạn bè, vân vân các thứ, đúng không ạ? Mình nói mình tôi hiểu không, tôi hiểu. Mình nói tôi hiểu ông, tôi hiểu bà, tôi hiểu cái chí, chả hiểu gì cả, dính mình không hiểu. Thì là bởi vì cái mình không hiểu đó, cho nên nó mới sinh ra gì hả? Phiền não. Bắt đầu sân si nổi lên. Mà khi mà phiền não sân si nổi lên, đôi khi là mất đoàn kết. Thưa quý vị, trừ mình đừng nói đâu xa xôi, chứ mà cái trước mắt là mình phải khởi được cái lắng nghe đó, và cùng theo đó là một cái niềm yêu thương đoàn kết lẫn nhau. Ví dụ như trong đạo tràng của chúng ta như thế này, mấy chục con người đây, mỗi người phát nguyện là một con nguyện, là một hóa thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Nói cái chỗ hóa thân này để quý vị nắm một xíu nữa là, nếu mà quý vị nào mà có nghe về quán đảnh của Bình Mật Tông, quán đảnh thọ trì chú Đại Bi, thì khi đó là các vị bên đó sẽ quán đảnh cho chúng ta. Các ngài dạy rằng mình phải quán tưởng trước mặt mình là một Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thật lớn, và Đức Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ phóng hào quang vào cơ thể của mình, mỗi luồng ánh sáng sẽ đi vào mỗi lỗ chân lông mình, và khi đó mình trở thành một Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Ở một cái cấp độ cao hơn chỗ này, sau này có dịp quý vị nghe sẽ hiểu. Phật chúng sanh và tâm vô sai biệt. Phật chúng sanh và cái tâm của chúng ta, ba cái này không sai biệt, nhưng mà đều ở đây không có thời lượng để chia sẻ. Thì khi đó cũng tương tự như vậy, quý vị hãy phát nguyện con trở thành một hóa thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm trong cuộc đời. Ở đây là chùa Phổ Minh. Phổ là cái gì? Minh là cái gì? Đúng không? Thôi để thầy nói luôn. Chữ Minh đây là cái ánh sáng. Minh đây là sáng suốt, chứ không phải là Minh trong U Minh đâu nha. Minh trong U Minh là U tối thì khác, còn Minh này là Minh sáng suốt. Còn Phổ là rộng khắp ra, phổ biến, phổ đầu, lan tỏa ra, chúng ta hiểu như thế. Thì khi mà chúng ta đến với Phổ Minh, tức là chúng ta trở về với cái ánh sáng của chính mình, và từ cái ánh sáng của chính mình đó mình lan tỏa ra xung quanh. Thế thì là khi mà chúng ta đến với Phổ Minh, bởi vì có nhiều lúc không phải lúc nào chúng ta cũng có thể là quán chiếu được trong tâm thức của mình, thì mình nghĩ đến tên của chùa mình. Về Phổ Minh có nghĩa là về với ánh sáng rộng khắp, thì từ đó giờ mà nói không vậy quý vị nghe được không? Rồi thì ở một cái bí quyết nữa đó là thầy của quý vị là tên gì?
tên gì? Thầy Thiện Định đúng không? Thế thì á, nó có một cái bí quyết nữa, đó là chúng ta luôn nghĩ nhớ đến tên vị thầy của mình, luôn nghĩ nhớ đến cái tên của thầy mình, và mình nguyện rằng con sẽ sống sao được với như cái tên của thầy, sống hướng thiện và có cái định tĩnh trong đó. Giờ mình không nói gì thiền định gì cao xa hết, mình cứ nói ở cái đơn giản nhất, đó là chúng ta định tĩnh lại. Thiền là tịnh lự, không đâu xa, đơn giản thôi, đúng không ạ? Đôi lúc á, đôi khi á chúng ta phiền não quá, chúng ta đại đạo chơi mình nhớ đến cái tên của chùa mình, nhớ đến cái tên của thầy mình, và nguyện con sống được như cái tên của thầy, thầy thiền định, thì con nguyện con sống bằng cái lòng thiện lành và định tĩnh, không có loạn tâm. Đôi lúc nhiều khi gặp chuyện gì đó bực mình quá, Đức Phật cũng quên hết, chửi cái đã, đánh nhau cái đã, có không? Ở nhà giận con giận cháu ví dụ vậy, lúc cầm cái đâu đâu rồi Phật đâu đi đâu mất tiêu rồi. Kể cả khi vô chùa cũng vậy nữa, thân ở tại già la mà tâm lang thang trần thế, có phiền não mọc rễ bao giờ mới được yên, huống gì là ở nhà. Cho nên là khi mở nhà hoặc là những lúc nào đó mà chúng ta cảm thấy không được an lạc á, mà lúc đó niệm Phật cũng vô nữa, quán chiếu cũng được nữa, thì nghĩ đến tên của chùa mình, tên của thầy mình, ví dụ vậy. Và khi mà nghĩ đến tên của thầy mình, của chùa mình như vậy đó, thì chúng ta phải phát cái nguyện luôn sống thiện lành, nó thông qua những cái hành vi lời nói cụ thể, chứ không có nghĩ xua trong đầu không thôi. Ví dụ bây giờ khi chúng ta đạo tràng, chúng ta mọi người đến với nhau như thế này, thì tất nhiên chính người người ý, có người thích màu đỏ, có người thích màu xanh, có người thích thế này thế nọ thế khác thế kia, đúng không ạ? Đâu ai chống với nhau đâu. Nhưng mà chúng ta cùng chung một cái điểm duy nhất, đó là tạo nên một cái đạo tràng hòa hợp thân tình. Còn chưa đạt được cái cấp độ hòa hợp thân tình đó, thì phải đạt cái cấp độ thật hơn một chút, đó là gắn bó đoàn kết yêu thương với nhau, liên minh với từng người với nhau, những cái trái tim đồng cảm cùng với nhau, để đạo tràng của chúng ta càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Và mình phải tự hào bởi mình có một cái vị thầy đức độ, có một cái mái chùa thân thương gắn bó với cuộc đời của mình, để khi mà mình đi ra ngoài, bởi vì là mỗi cái ánh sáng mà, đúng không ạ? Phổ Minh như thầy vừa nói là cái ánh sáng rộng khắp, thì mình đi đến bất cứ một cái đạo tràng nào khác, mình phải tự hào về điều đó. Và thông qua những cái lời nói nhẹ nhàng, những cái hành động ân cần thăm hỏi lẫn nhau, những cái sự chia ngọt sẻ bùi cùng nhau, khiến cho các nơi người ta phải quy ngưỡng về với cái ánh sáng này. Bởi vì rất nhiều năm tháng đi nhiều tỉnh thành, đến nhiều đạo tràng, rất rõ cái việc này. Nhiều đạo tràng ban đầu thì đông đảo lắm, nhưng mà rồi cuối cùng giống như vòng tuần hoàn của vũ trụ vậy, xuân sinh hạ trưởng, thu thâu đông tàn, chặt tròn lại được rất là ít người. Là khi mà tìm hiểu nguyên nhân ra là bởi vì thiếu cái sự đoàn kết, liên minh tình người, những cái trái tim đồng cảm với nhau, nó bị thiếu vắng cái tình yêu thương.
Bởi vì hãy thấy bà này không đồng ý với cái ý kiến của mình là bắt đầu hai bà cãi nhau rồi. Có không? Bắt đầu bực mình bực bội rồi. Sao cái bỏ chùa luôn? Chuyện này xảy ra nhiều lắm. Mà chúng ta thường quên mất rằng á, mình không phân biệt được cái vấn đề và cái con người. Cái vấn đề nó khác, cái con người nó khác. Cho nên mình cứ nhàn cái vấn đề, cái đồng chí luôn vô con người đó, cuối cùng mình tan rã hết trơn. Thì như vậy là chúng ta thiếu cái sự lắng nghe đó, thưa quý vị. Bởi vì chúng ta không lắng nghe được cái cảm xúc của mình, không lắng nghe được cảm xúc của người, cho nên là dẫn đến mất đoàn kết thôi. Có không? Cho nên cái sự lắng nghe đó cực kỳ quan trọng, thưa quý vị. Quý vị cố gắng thực tập cái điều đó, nghe chính trong cái tâm hồn của mình, nghe chính trong lòng của mình. Và chúng ta tạo nên một cái không khí thật là hạnh phúc, thật là an lạc. Và chúng ta đem nó về với nhà của mình lan tỏa ra. Mình phải hãnh diện, phải tự hào. Là bởi vì mình có một cái môi trường tốt, đầy đủ cái lòng yêu thương, quan tâm lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau, tạo một cái đạo tràng tu tập như thế, nó rất là vui, thưa quý vị, rất là hoan hỷ. Đôi khi về nhà không thích nữa, thích lên chùa rồi, tại vì trên chùa luôn vui vẻ, luôn thoải mái, luôn hạnh phúc. Vì sao chứ? Quý vị đó, dụ như giờ Nguyên Minh cầm mic nói chuyện quý vị đây, thì quý vị cũng đâu có thấy được cái giọng nói, cái lời nói của mình, hình dạng tướng mạo nó ra sao đâu, đúng không ạ? Họ nói đâu sang cái quạt của cái quạt đó, có thấy gió đâu, mà sao nó mát? Kêu chỉ cái hình dạng tướng mạo của gió không có thấy đâu, đúng không ạ? Thì tương tự như vậy, cái từ trường của mỗi người chúng ta nó đều tức xạ, nó tỏa ra cái môi trường. Quý vị bây giờ mình tức giận lên cái bụng người ta, người mình ngọt cạnh biết liền. Mà mình vui vẻ, mình hoan hỷ, mình nở nụ cười an lạc, người ta cũng biết liền. Và chính cái điều đó nó khiến cho mình hạnh phúc, người hạnh phúc, mình khổ đau, người hạnh phúc khổ đau là ở nơi cái chỗ đó. Bởi vì thưa quý vị, cái để mà có được cái sự đoàn kết yêu thương như thế đó, tức là nó phải tạo nên một cái tình cảm, đúng không ạ? Mà tình cảm nó có được, nó là tổng của các cái cảm xúc tích cực. Mà cái cảm xúc tích cực có được là thông qua những cái hành động nho nhỏ, những cái lời nói như thế này. Chứ quý vị cứ để ý thử chiêm nghiệm lại đi. Một cái người hoặc là một gia đình nào đó hạnh phúc hay là khổ đau là ở nơi các cái cảm xúc tiêu cực nó chồng với nhau. Còn cái người mà tôi luôn có cái tình cảm yêu thương gắn bó hạnh phúc là bởi vì mỗi hành vi, mỗi lời nói cái tích cực đó, nó từng chút một vậy, chắc chồng với nhau cái tình cảm tốt đẹp. Còn cái khổ đau y như vậy, với mỗi cái lời nói, mỗi cái hành vi nó chút như vậy, tích cực với nhau, người ta gọi là cái cảm xúc tích cực. Cực là tổng. Thì nó sẽ ra được, tức là quý vị nắm được cái chỗ này không ạ? Cho nên mỗi cái lời nói của quý vị, nếu mà vui vẻ an lạc hạnh phúc, là đem ra một cái cảm xúc tích cực vui vẻ. Và cứ như thế mỗi nhiều như vậy thì cái tình cảm nó phát sinh. Mà nó cứ lặp đi lặp lại như vậy thì nó trở thành cái nhân cách của chúng ta. Cho nên nhiều người cái nhân cách, phẩm chất, đạo đức, giá trị, cộng con các thứ của nó là cái gì, mình phải đào sâu rõ ràng từng chút một như vậy để mình chuyển hóa. Quý vị nắm được chỗ này không? Có chỗ nào chưa rõ không? Là có chỗ nào chưa rõ bác cứ hỏi. Bác có chưa rõ chỗ nào không? Hiểu rồi. Nhà mình tốt quá. Bởi vì xin thưa quý vị, nên chiều sáng hôm nay là thấy nhân viên khi mà Nguyên Minh ngồi đây thì chính quý vị
đã cho quý vị cái phúc báu, chứ không phải là quý vị cho quý vị đâu. Nếu quý vị không có ngồi đây thì có đâu quý vị ngồi đây mà nói, không nói lấy đâu có phúc báu, đúng không ạ? Cho nên là trước hết đó là cái công đức mà thầy của quý vị đã ban tặng cho quý vị. Thứ hai là cái phúc báu mà đạo tràng đã dành cho quý vị. Thầy trò quý vị đã giúp cho quý vị có được cái phúc báu trong một buổi sáng như thế này. Quý vị đón nhận điều đó bằng một cái sự trân trọng vô cùng, thì cũng mong rằng những gì mà quý vị chia sẻ lại với quý vị cũng có được cái giá trị để chúng ta ứng dụng tiện. Quý vị nằm được chưa? Nghe vậy có buồn ngủ không? Hết giờ chưa? Biết cái đồng hồ nằm đâu không? Hãy 10:10 hả? Rồi quý vị đang có còn cái gì thắc mắc không cứ hỏi. Có chỗ nào mà không rõ không cần phải nói lại, hay là có điều gì có thắc mắc thì cứ nói đi, chứ còn không biết tới khi nào có duyên gặp lại. Câu là tranh tụng kinh quan sứ bố ý quân trọng trung hả? Thật ra nếu mà để mà giải thích hết những cái câu đó đó là nó mất thời gian rất là lâu, thưa quý vị. Bởi vì á, khi mà gặp các cái khổ đau đó, hoặc là ở trên núi cao bị xô xuống, hoặc là đi biển bị nhấn chìm thì to sông nước rồi đó, thì định danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, không có cái xứ nào mà ngài không có cứu độ cả. Tức là tất cả mọi cái xứ nơi nào ngài cũng cứu độ chúng ta. Đó là cái nghĩa đơn giản thôi. Còn cái nghĩa mà sâu sắc hơn đó, giống như nãy giờ quý vị chia sẻ quý vị đó. Mỗi tâm của quý vị khi mà khởi lên cái niệm từ bi thì đó chính là Quan Thế Âm. Quý vị mỗi một cái tư tưởng khi mà khởi lên mà mang cái lòng từ bi thì đó là lúc Đức Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện. Còn khi mà phiền não khởi lên, lúc đó Đức Bồ Tát đi về phương Tây rồi. Cũng giống như khi mà chúng ta làm lễ Phật đản cũng vậy, cũng gần tới Phật đản rồi, nói sơ xíu thôi. Về cái mặt mà lịch sử là như thế, là có thái tử đản sanh không? Nhưng mà về cái phần mà lý tánh để tu tập đó, thì mỗi lần mà quý vị phát khởi một cái tâm thiện lành, một cái tâm từ bi thì đó là Đức Phật đản sanh. Còn khi mà quý vị bực tức giận dữ sẵn si, lúc đó Đức Phật nhập niết bàn. Quý vị nắm được chỗ này không? Cho nên khi mà chúng ta niệm Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng ta cũng lắng nghe cái âm thanh của ngài á vang vọng trong đầu của mình. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc là niệm Phật cũng vậy đó. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái chỗ này quan trọng, quý vị lắng nghe một xíu, là khi niệm như vậy quý vị phải nghe được từng câu từng chữ vang vọng trong đầu mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nghe cho được cái điểm khởi đầu kết thúc của cái câu Phật hiệu đó, từ đâu nó khởi lên cái câu Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát và nó đi về đâu.
cái chỗ này quý vị phải tự tập nha, mới nghe được. Thì khi mà chúng ta nghe được như vậy đó, chúng ta sẽ từ từ thấy được cái điểm khởi đầu và kết thúc. Thì khi đó quý vị mới nhận ra được những cái điều hôm nay chia sẻ như thế này. Nếu quý vị không tự tập, không thực hành, chỉ nghe cho xua thôi thì nó cực kỳ ủng hộ. Tức là nghe bằng lỗ tai chứ không phải nghe bằng tâm. Mà khi chúng ta nghe bằng tâm như vậy, chúng ta ngồi chúng ta thực tập, chúng ta mới có một sự an lạc thực tiễn. Rồi trên cái cơ sở đó, sau đó quý vị tu thực hành các cái pháp môn niệm Phật chẳng hạn thì nó nhanh chóng hơn. Còn nếu mà chúng ta không nắm được cái mấu chốt đó, mình đi tìm ngoài, giống như cái thùng cốt xương này, có cái chỗ này đi bỏ tiền vô, mà tìm hoài không thấy được cái lỗ này, bỏ vô không ra, đi tìm hết ba bên bốn mặt này, đúng không ạ? Mất thời gian đó, mà có người chỉ cho à cái chỗ này đây, chỗ cái chỗ này để công đức phát sinh nằm ở đây này, gieo chủng phước điện nằm ở đây đây, đúng không ạ? Thì chúng ta bỏ ngay chỗ này vô là xong, không phải đi lòng vòng gì mất công. Cũng y như thế, quý vị tu tập các cái pháp môn tụng kinh niệm Phật, bái sám ngồi thiền vân vân, mà chúng ta không nhận ra được cái chỗ khởi đầu và kết thúc, cái chỗ trong tâm thức của chúng ta đó, thì chúng ta đi lòng vòng lâu lắm. Còn tất nhiên trong cái cuộc sống bình thường như thế này, mình cứ sống thì sống thôi, mọi thứ ở bên ngoài là cái gì ạ? Trong cái cuộc sống quý vị nắm được là một nhân cách mà đa phong cách, một nhân cách mà đa phong cách, đa phong cách không một nhân cách. Tức là quý vị vẫn là quý vị, nhưng mà khi chúng ta ứng xử giao tiếp vân vân các thứ, mình sẽ có những cái phong cách khác nhau, hoặc là vui hoặc là buồn gì đó gì đó gì đó, đó, nhưng mà tất cả điều đó nhằm mục đích là đem đến an vui cho cuộc đời, an lạc cho chính mình và tha nhân. Chứ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm 32 ứng hóa thân, chứ đâu phải là chỉ có một cái hóa thân đó đâu. Đức Thích Ca cũng vậy, chư Phật đều như thế. Trong kinh Địa Tạng quý vị thấy đó, Đức Phật Thích Ca cũng khi thì hiện thân trời trồng quỷ thần sông hồ ao suối làm lễ cho chúng sanh, chứ không phải chỉ có lúc nào cũng là thân Phật. Cho nên khi chúng ta tu là chúng ta không có chắc là tôi phải như thế này, tôi phải như thế nọ, tôi phải như thế kia, cuối cùng cái tôi to đùng 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 đùng. Tức là chúng ta tu là cái bản ngã chúng ta phải được giảm thiểu và cái lòng từ bi tăng trưởng chứ còn tu càng tu mà anh càng chấp vào cái tôi cá nhân và đụng đâu là sân si đó, thì chúng ta phải coi lại. Mình phải tu như thế nào mà cái ngã chấp cái tôi cá nhân của mình đó nó được triệt tiêu, cái lòng từ bi mình tăng trưởng. Ai làm gì làm, ai sao gì sao, mình vẫn cứ hoan hỷ, vẫn cứ vui vẻ, vẫn cứ đem cái điều tốt đẹp đến cho đời, thì nó mới có kết quả tốt được. Quý vị nắm được chưa ạ? Thế thì thưa quý vị, trong vòng 30 phút đồng hồ qua, thì thứ nhất đó là mình chia sẻ đến quý vị đó là về cái tinh pháp lữ, một chút tình để duy trì thế giới, một chút thương để tô điểm càng khôn. Nói đến cái tình pháp lữ giữa Nguyên Minh và thầy Thiện Định, thầy của quý vị, qua đó nói lên cái đức hạnh, cái công hạnh tu tập của thầy Thiện Định. Thứ hai là tán thán cái tâm thiện lành hướng thượng tu tập tinh cần của quý vị đã trở về đây trong một ngày và những khoảnh khắc này. Và thứ ba nữa là tán thán cái tinh thần thầy trò quý vị tại chùa Phổ Minh, chan hòa đoàn kết, yêu thương gắn bó với nhau, người thầy cũng giống như người cha, người Phật tử, người học trò cũng giống như người con, mới có được cái đạo tràng như thế này. Đó là ba điều đầu tiên Nguyên Minh rất là hoan hỷ, rất là tán thán. Và tiếp theo nữa đó là cái phần chia sẻ đó, thì quý vị cố gắng kỳ
hiện hóa tâm thức của mình bằng cách lắng lòng nghe lại những cái tiếng nói thổn thức trong lòng, nhìn lại những hình ảnh ở trong tim để mình nhìn thấy nó, mình làm chủ nó và mình được an lạc ngay đây. Và khi bước ra cổng chùa kia trở về nhà, mình cũng được an lạc từng phút giây như thế. Thì đó là chúng ta ứng dụng cái chịu dụng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Và mong rằng mỗi một con người hiện diện nơi đây sẽ là một khóa thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm trong cuộc đời, để đem cái ánh sáng của chùa Phổ Minh chúng ta, đem cái tinh thần giới định tuệ thầy của quý vị lan tỏa trong cộng đồng, trong xã hội, để một ngày nào đó khi Nguyên Minh trở lại nơi này sẽ thấy đạo tràng hưng thịnh tốt đẹp, và mọi người chúng ta đều gặp nhau với một nụ cười hoan hỷ trên môi. Cái tình thầy trò càng ngày càng bền chặt, và cuối cùng là chúc cho toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta luôn được an lạc trong từng phút giây, tỉnh thức trong từng ý niệm, và lan tỏa cái tâm từ bi đến với mọi người. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha. Mời đạo tràng ngồi tại chỗ cũng được đây, mà phải chắp tay lại, chắp tay ngang ngực. Cho trang nghiêm thì quy thì bổ sung cùng chắp tay ngang ngực hướng về Tam Bảo, hướng về Giảng Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là quý báu, thật là hạnh phúc cho đạo tràng Phổ Minh chúng con sáng hôm nay được nghe một thời pháp quý báu mà chúng con nguyện để đời làm hành trang cái bậc trường tu học. Qua đại thừa pháp bảo Niết Bàn Kinh rút gọn lại là Phạm Thứ Mấy Lăng Phổ Công Phật. Hôm nay thầy dạy cho đạo tràng chúng con về hành quán âm, tức là trực tiếp học cái tổ quán. Thầy cắm rằng dạy đạo tràng chúng con, được là thu hoạch phía sau. Phật thư chúng ta chiêm ngưỡng kính lại ngài Quán Âm là phần nhiều là việc tâm linh cầu xin. Nhưng ở đây trong thời pháp rất ngắn, nói nhiều cũng hết được, thì nói rất gọn, thì nói Đức Quán Thế Âm là tượng trưng cho Phật Thế Kiến. Phật tử phải thường học cái hành Quán Âm, học cái hành lắng nghe của ngài. Chúng con thường kính lạy mẹ hiền Quán Thế Âm, bên tai an ủi mẹ thì thầm, mẹ thường giúp đỡ khi tai biến, nghe tiếng kêu cầu mẹ nhận lắm. Nhưng ngoài ra ngài còn dạy pháp màu tu học, đó là sự lắng nghe và trở về với mình. Vì ngài dạy cái viễn thông, ánh sáng viễn thông của ngài đạt được. Phật tử phải học theo hành Quán Âm, học theo hành tình thương và lễ Phật.
chúng con những dịp này không biết lấy cái gì đền đáp công ơn của thượng tọa đã soi sáng chúng con thấy rõ từng bước cái hành quang thế đó đã trở về lắng nghe của mình và tu học để ổn định Phật pháp của mình được thanh tịnh và truyền đạo Phật pháp lan truyền cho mọi người với tinh thần từ bi hỷ xả với cộng thể thế âm. Và lúc này chúng con cũng học được của thượng tọa có pháp hiệu đó là nguyên nguyên cái ánh sáng xuất phát từ nguồn gốc của Phật Thánh sáng rỡ vô cùng. Cái giới dịch này để kỷ niệm một lần quý báu đạo tràng chúng con được hiện diện thay qua phần thơ như sau: nguyên minh sáng rỡ nguyên minh nhất tâm tu học sửa mình tiến tu nói gương Bồ Tát Văn Thù từ bi trí tuệ thiên thu sáng ngời. Đó xin chỉ như thầy và sau này để tiến tu kính thỉnh thầy chú sướng cho phần liền nhân hiệu hồi hướng để cầu Phật gia đình. Trước khi hồi hướng thì thầy cũng rất là tán thán và cảm ơn những cái dòng tâm tình của bác rất là tuyệt vời. Thầy xin được ghi nhận và những cái lời thơ cũng như những cái tâm tình đó ở nơi phổ minh này, tại xứ Cố Đô sẽ cùng huynh minh đi vào trong miền Nam kia và hy vọng vào một ngày nào đó lại được trở về và lắng nghe những cái tiếng lòng lời thơ của bác A Di Đà Phật.